cái giá trị là người Hà Nội ăn đó. Ngày vừa rồi theo tôi thì người Hà Nội không chỉ là cần mà còn mặt trăng nữa. Vì vậy khi đến đây thì những người đi lại trên chúng ta sẽ nhận ra một cái một bài phóng sự về cái mặt của người Hà Nội trong dịp Tết để dành cho cô bạn đồng năng. Tôi thì đơn giản chỉ là đi học nghề, mình học nghề là nó có thường thế nào để gì cả. Từ lâu lắm tôi cũng đi chơi ra